Kính chào bà con. Hôm nay thứ năm, ngày 13 tây tháng 6 năm 2024. Lời nói đầu tiên thì tôi Hai Ngôn, chạy chùa Hai Ngôn Vĩnh Long, xin kính chúc bà con được nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay mình cái công việc mình làm gì, mình xin chia sẻ luôn với tất cả bà con. Mình bơm sình lên cái vườn sầu riêng nha. Thì cái vườn sầu riêng này là tôi mới vừa ăn trái xong, chắc cỡ khoảng 20 ngày rồi nha bà con, gần 20 ngày rồi. Thì nó cỡ 3 tuần tuổi rồi, hơn 3 tuần tuổi 1-2 bữa. Thì hôm nay mình tiến hành mình bơm sình đó nè. Hôm nay mình cũng đã gãi phân hữu cơ rồi, mình xịt thuốc rồi, nói chung mình làm các thứ rồi hết. Thì hôm nay mình tiến hành mình bơm sình. Mình bơm sình như thế nào, hôm nay mình xin chia sẻ luôn với bà con. Những cái đoạn video như thế này là mang tính chất vừa chia sẻ để học hỏi nha. Thì bà con thấy cái học sình nè, cái học này là tôi đã đào để tôi lấy đất tôi ốp vô cái mô sầu riêng ha. Là 1,5 năm về trước tôi đã đào, nó sâu lắm. Thì hôm nay tôi tiến hành tôi bơm cái sình non vô đây, bơm sình non vô đây thì vô cái khoảng trống nè, cái khoảng trống giữa hai cây sầu riêng đó, bà con xem nè, đây tôi bơm sình. Thì giờ cái máy bơm sình đứa em đang bơm ở dưới mương đó, bà con thấy đó ha, đó, bơm lên cái bờ bên kia đó. Thì bà con xem nè, cái lá sầu riêng của tôi hôm nay là nó như thế này nè, tôi chia sẻ luôn để bà con xem. Cái sầu riêng này là hầu như là nó hữu cơ 90% nha bà con, hữu cơ. Mà hữu cơ gì, chia sẻ luôn với bà con là tôi xài cái phân hữu cơ trùng quế đó, tôi xài cái phân hữu cơ trùng quế thôi. Những điều tôi chia sẻ để bà con xem nè, cái vườn tôi ăn trái xong. Năm nay là trái năm thứ nhất nha. Nói chung với bà con xin thưa là năm thứ nhất là năm trái bói. Mà tôi ăn trái xong rồi thì tôi làm nó như vậy. Bà con xem. Đó, cái đứa em đang bơm sình dưới vườn đó, bà con xem nó lấy cái máy nó chạy tịch đó ha. Thì đi vô trong cái phía trong nè. Bà con xem nè, cái sình nè tôi bơm nè, bà con xem nè, thấy không? Đó. Bơm với những cái học nè, những cái học này là để mình đào, mình lấy đất, mình đắp lên cái mô sầu riêng mấy năm trước. Nhưng mà hôm nay tôi tiến hành tôi bơm, tôi lắp lại, bà con xem. Chứ tôi không có cắt học nha. Xin thưa với bà con là tôi không có cắt học mô cây của tôi nha. Cây của tôi để liền chứ tôi không có cắt học, tôi không có cắt rãnh. Thì hôm nay tôi bơm nè, tôi lắp lại. Thì phía bên này là chưa bơm, chia sẻ luôn đó bà con xem, chưa bơm. Tôi quay để bà con xem cái tổng thể của vườn tôi. Mấy bữa trước tôi quay mấy cái bờ bên kia, bữa nay tôi quay lại cái bờ bên này đó, bà con xem đó, như thế này ha. Thì những cái đoạn video thế này mà bà con có thấy hay thì tôi cho tôi xin một like. Bà con hãy đăng ký vào cái kênh YouTube Chạy Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long với số điện thoại rất quen thuộc là 0986203159. Tôi sẽ học hỏi ghi nhận những lời bình luận của bà con nha. Bà con xem nè, đây tôi chia sẻ luôn với bà con xem nè. Nè, xin con nè, bà con thấy nè ha. Thì này vừa xin vừa nước, vừa xin vừa nước, tôi bơm tôi lắp như thế này. Đây, đây cái máy tôi đang bơm nè, bà con xem luôn. Tôi chia sẻ luôn cái máy tôi bơm bằng cái máy gì, bằng cái máy dầu, cái G40. Đây đứa em đang bơm đây, bà con xem nè ha. Đây phía bên kia đó đang bơm sình cho mấy cái lỗ, bà con xem đó ha. Rồi đây cái lá sầu riêng nó như thế này đây, chia sẻ luôn cho bà con xem. Bơm sình nè, cái này cái thực tế nha bà con, cái thực tế là tôi làm. Cái này là tôi học hỏi mấy chú mấy bác của cái vùng miền Đông Nam Bộ với cái mấy anh ở Tây Nguyên nha, mấy tỉnh như là Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, về cái huyện Đạ Quay, Bảo Lộc của Lâm Đồng, rồi về Tân Phú, Định Quán của Đồng Nai ha. Tôi chia sẻ luôn cho bà con xem. Đây, nhưng điều mấy anh trên đó anh không có sình đâu anh bơm, cho nên trên đó bà con trên đó là ta không có cắt rãnh, cho nên cái cây sầu riêng người ta rất bền vững, ta mấy chục năm. Còn mình miền Tây mình cắt rãnh thì của mình nó chừng khoảng chục năm là nó chết rồi, tại vì nó không còn dinh dưỡng để nó ăn. Đây bà con xem đây, đây nè, những cái đường này tôi mới bơm xong, chia sẻ luôn ha. À, bà con xem cái lá sầu riêng của tôi nó như vậy nè, bà con xem nè ha. Cái này là sau cắt trái 3 tuần tuổi nha, 3 tuần tuổi
con xem đây. À, con xem ha. À, tôi bơm xịn rồi nè, tôi bơm xịn vô mấy cái lỗ bít hết trơn rồi nè bà con nè. Còn bên đây là đứa em đang bơm chia sẻ luôn bà con. À, tay bơm xịn. Bà con xem ha, xịn nó lên đó. À, đang bơm ha, bà con thấy đó ha. Thì trước khi kết thúc đoạn video, tôi xin kính chúc bà con được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý bên gia đình và người thân. Tôi xin hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Tôi xin kính chào bà con nha.